Gần thời điểm Tết Nguyên đán, các hành vi mua bán vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép diễn biến phức tạp. Công an Hà Nam đang tăng cường phát hiện xử lý để người dân nâng cao ý thức trong việc chấp hành quy định của pháp luật về pháo nổ. Hiện nay, tình trạng mua bán pháo trên mạng xã hội diễn ra một cách công khai, phức tạp. Chính nhu cầu tiêu thụ của người dân là điều kiện để các đối tượng tăng cường hoạt động mua bán vận chuyển trái phép pháo nổ, tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức như online, vận chuyển hàng hóa đường dài, theo đường bưu điện, chuyển phát nhanh. Tôi và chồng tôi, Trần Ngọc Đệ, có lên trên mạng mua pháo hoa, pháo hoa nổ để về bán cho các đối tượng trên mạng xã hội để thu lợi. Người dân phải thực hiện cái việc mà quản lý giáo dục con em để không tham gia mua bán tàng trữ đốt pháo và cũng không vào các cái trang mạng xã hội để mua bán thông qua các cái trang mạng xã hội để mua bán các linh kiện vật tư để tự chế pháo thì sẽ có cái ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe. Và chúng tôi cũng sẽ tập trung cho cái công tác nắm tình hình và tuyên truyền để người dân hiểu được và hạn chế đến mức thấp nhất mà không để xảy ra cái tình trạng đốt pháo nổ trên địa bàn trong cái thời gian tới. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, các lực lượng công an Hà Nam đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo nổ trái phép. Mọi hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ, pháo hoa nổ sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật.